Con người đến với cuộc đời này đừng dùng hai chữ vĩnh biệt. Không có. Đâu có vĩnh biệt đâu. Dùng câu tạm biệt thì được. Tạm biệt là có thời gian gặp lại, còn vĩnh biệt là không có cơ hội gặp. Nên từ nơi đó là tạm biệt. Giống như vợ chồng sống với nhau chia tay. Tạm biệt anh. Tạm biệt anh thôi, chắc chúng ta sẽ gặp lại mà. Quả đắt giòn chạy vòng vòng cũng gặp lại. Chạy đâu cũng gặp. Vì có duyên là nó gặp à. Mà không có duyên là không bao giờ gặp. Mà có nợ mới ở chung nhà. Như những đức với quý vị là duyên nợ dày lắm á. Không có giỡn đâu. Cái duyên nợ mà không dày sao mà ngồi gì. Bây giờ quý vị coi có chồng vợ nào mà bắt vị ngồi nói chuyện với vị nghe mà. Mà chồng mà ngồi mà nói mà vợ ngồi với 1 tiếng rưỡi 2 tiếng không? Đố mà có luôn, hiếm lắm quý vị ơi. Không có đúng không? Đâu nói đâu. Hai bên nói qua nói lại nhau. Nói qua nói lại rồi nó diễn tùm lum chuyện thì nó mới ngồi lâu được. Nhưng mà ngày xưa mới yêu nhau thì ngồi lâu. Thì biết vì sao mà ngày xưa mới yêu nhau mà ngồi lâu không? Vì lúc nó ngồi nó phải tìm cách. Nó tìm cách này cách kia để nó chăn gió rồi hoa cỏ. Nên cái thời gian nó kéo dài mới lâu. Ngồi mới lâu. Hiểu không? Khi mà làm vợ làm chồng với nhau rồi ít có bao giờ mà được ngồi nhau lâu lắm. Hiểu không? Có gặp nhau là sáp lá cà thôi. Muốn sáp lá cà là sáp lá cà, nó không có cần dòng do. Nhưng mà cái lúc ngày xưa mới yêu nó mới dòng do tam quắc. Hiểu không? Quý vị thấy ngày xưa mà khi mà mới yêu nhau ngồi bãi biển hay là ngồi chỗ nào nói chuyện không? Trời, nó nói có khi mấy tiếng hồ luôn vậy. Tại vì nó đâu có sáp lá cà được, nó đâu có dép. Thấy không? Nhưng mà khi là vợ là chồng nó sáp lá cà được thì nó không có còn cái gì để nói nữa chứ. Vì cái thế gian pháp nó chỉ có ngay cái chỗ là đi vòng vòng để sáp lá cà thôi. Cái thế gian pháp nó là vậy đó. Nhớ kỹ nghe. Nên khi mà hai người vừa yêu nhau nó nói chuyện nhiều dữ lắm. Nó rất nhiều chuyện để nói. Tại vì sao? Nó nói tùm lum chuyện để nó kéo dài thời gian được ngồi cái người bên cạnh người mình yêu. Mà mục tiêu của nó là phải được cái chuyện đó. Mục tiêu đi đến chỗ đó là chỗ kết luận của người ta thế gian pháp đó quý vị. Mà khi mà đã được chỗ đó rồi là không còn lời gì để nói. Vì có nói cái gì nó cũng là ngoài lề hết rồi. Còn gì là ý nghĩa để nói nữa. Nên thế gian pháp văn tự có giới hạn. Còn quý vị biết gì sao mà khuyên quý vị niệm Phật mà nói hoài được không? Chỉ quý vị chưa về cực lạc mà. Hiểu không? Cái điểm mà quý vị về cực lạc là cái điểm nhắn của thế gian là khi động phòng. Hãy nhớ nha. Người ta cảm thấy cái niềm vui sướng của người ta nhất là được động phòng bữa đầu tiên. Còn chúng ta là điểm nhắn của chúng ta người niệm Phật là ở cực lạc. Hãy xem xét kỹ đi, phải đúng không? Nên người phụ nữ này không được đẹp mà khi có chồng, thấy không? Là chuẩn bị đám cưới là tự nhiên họ đẹp. Nó kỳ vậy đó. Tại vì trong lòng họ bao nhiêu sự dạt dào của cái ngày được đến bên anh. Cái tâm dạt dào đó nó kinh khủng, nó làm cho tâm quá vui. Quá vui nữa nó sanh ra cái gương mặt đẹp sáng suốt. Hiểu không? Đó là cái thế gian pháp. Nhưng khi mà động phòng được mà khi mà lúc mà có bầu là nó xấu. Tình yêu bao nhiêu là hứa hẹn, bao nhiêu là văn tự phô bày, nhưng cuối cùng tồn động lại là một cái bầu tâm sự. Phải không? Tồn động lại là cái bầu tâm sự. Phải tâm sự không? Khi có bầu rồi ngồi ở nhà có mình buồn, rồi đi đứng khó khăn, ăn uống khó khăn, phải là bầu tâm sự không? Còn chồng thì nếu mà có cái tấm lòng thì cực khổ đi kiếm tìm vật chất đem về để nuôi cái bầu. Thằng chồng cũng cực khổ te tu luôn. Nên cuối cùng hai người này kết hợp lại để tạo ra cái bầu tâm sự của cuộc đời. Phải không? Đó. Nên cái thế gian pháp nó đi đến sự khổ đau đọa lạc. Đó là do ngay cái chỗ cái đêm động phòng đó mà ra.
kinh như vậy đó quý vị ơi. À, nó nghe nó thấm thiết mùi sưng chưa? Không, cách giảng này đặc sắc lắm đó quý vị. Ừ, nó phô bày ra, giảng ra bằng cái cách là Ta Bà và Cực Lạc. Ta Bà và Cực Lạc. Mà quý vị biết vì sao ở Cực Lạc, bởi vì về tới thế giới Cực Lạc rồi mà quý vị vui đến mức cùng tột, càng vui cùng tột, cùng tột, cùng tột, và nhập vào cảnh giới Phật thì bị càng vui hơn không? Vì sao quý vị biết không? Vì tất cả những sự chói buộc trong nội tâm quý vị hoàn toàn mất hết. Chói buộc mất hết rồi. Thì biết rằng ở cõi Ta Bà này sự khổ đau là ngay chỗ nào? Bị chói buộc. Bị chói buộc. Chúng ta tạo ra để bị chói buộc. Thật sự mà nói cái sợi dây đó đó là chúng ta kết lại. Nó là duyên nợ, nợ mà giao kết, nó buộc ràng chúng ta. Rồi đứa con mà chúng ta tạo ra, đó là sợi dây chói buộc thứ hai. Đứa con thứ hai tạo ra là sợi dây chói buộc thứ ba. Là mấy đứa con là bao nhiêu sợi dây chói buộc. Và vợ chồng phải cực khổ tạo nghiệp thì bao nhiêu cái nghiệp chướng chói buộc trong cái gia đình. Ghê không? Chói buộc đó. Chói buộc tận nội tâm chúng ta luôn. Và chúng ta phải đặt vấn đề thêm nữa là gì? Con chúng ta không được khổ gì. Chúng ta là cha mẹ nó, chúng ta không để cho con mình khổ như mình. Nên đó là sự chói buộc lớn lao nhất. Đúng không? Rồi sự chói buộc mà nghĩ rằng đây là máu mủ của mình tạo ra, mình phải thương, mình phải làm sao cho con mình hạnh phúc và không thua mọi người. Nên mình phải bất chấp mọi tội lỗi mà đi kiếm tiền để cho con mình được hạnh phúc. Đó là sự chói buộc gì đọa lạc trầm luân. Ghê không quý vị? Tình cảm mà sanh ra sự đọa lạc đó. Còn ở thế giới Cực Lạc là càng đi lên về cảnh giới của Phật là vì sao? Vì họ không có một cái gì chói buộc nhau hết chứ. Không có gì chói buộc nhau chứ. Nên chúng ta đến với cõi đời này, chúng ta sanh vào cái bầu thai. Bầu thai là gì? Là bầu tâm sự. Còn chúng ta sanh về thế giới Cực Lạc là hoa thai, là hoa sen á. Hiểu không? Mà hoa sen thì không ô nhiễm từ tinh cha quyết mẹ. Còn bầu thai là có sự ô nhiễm của tinh cha quyết mẹ. Đó là sự nhơ nhuốc. Sự nhơ nhuốc đó nó tạo ra sự đọa lạc khổ đau. Còn hoa thai là sự thanh tịnh bổ nguyện của Di Đà. Nên khi mình sanh về hoa sen, mình ở trong hoa sen, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh. Nên sự an lạc khi mình sanh về Cực Lạc là không còn một cái chói buộc gì nữa cả. Và tự nhiên tất cả quá khứ hiện tại vị lai vị biết rõ ràng hết, như trong tầm tay vị luôn. Thiện ác đời kiếp gì vị làm biết hết trơn luôn. Nên vị đâu có còn buồn trách ai nữa đâu mà bị khổ. Đúng không? Mình bây giờ là do mình không biết nên mình mới thấy nó khổ. Còn nếu như mình đã biết là mình tạo tội với người ta, vậy bây giờ người ta đối xử với mình gì đúng rồi, mình đâu có bực bội gì đâu mà khổ nữa. Nên mình về thế giới Cực Lạc mình sẽ biết rõ ràng hết trơn. Quá khứ hiện tại vị lai mình đã từng tạo gì, tạo gì, tạo gì, rõ ràng biết hết trơn. Nên tại sao chúng ta phải về thế giới Cực Lạc? Vì mình phải về Cực Lạc. Không lẽ mình chấp nhận ở cái cõi Ta Bà này để khổ đau te tua tả tơi sao? Cái cõi Ta Bà này là một cái ngục tù lớn lao để mà để nhốt chúng ta trong cái cõi này. Đời đời kiếp kiếp rồi. Lúc làm vợ, lúc làm chồng, lúc làm con, lúc làm cháu, lúc làm ông, lúc làm bà, lúc làm súc sanh, lúc trong tam đồ ác đạo, lúc ở cõi người, ở cõi trời, cõi Atula. Nó đầy dẫy ở trong đây. Nên mới nói rằng là bước chân của chúng ta bước chỗ nào, nơi đó có xác chúng ta nơi đó. Đã từng chết. Nên chúng ta ở cõi này đa phần chúng ta có tham vọng. Vì sao chúng ta không tham vọng ở Cực Lạc á? Vì sao không tham vọng ở Cực Lạc? Nên chúng ta gọi là tạm thời xa người thân. Tạm thời xa người thân đi. Đúng không? Tạm thời xa con cháu đi, tạm thời xa anh đi. Xa chồng chứ không phải xa tôi. Đúng không? Tạm thời xa chồng. Xa anh là xa chồng. Khi mình không nói rõ đây, Phật có nhiều người người ta nói câu rộng giảng vô nào xưng anh với người ta luôn. Không? Nên từ nơi đó mình tạm thời xa nhau.
mình phải quyết chí về cực lạc. Đừng có bị những cái thứ chói buộc gì nghịch lại. Trong lòng mình nói rằng vì mình muốn giúp họ nên bản thân của mình phải về cực lạc. Nhớ kỹ nghe. Vì mình muốn giúp họ nên bản thân của mình phải về cực lạc. Bây giờ mình chịu tu gì mà bây giờ mình thấy chồng mình, con mình hoặc vợ mình thấy nó ít tu quá. Cái chuyện mà bây giờ mà mình còn yếu mà sao mình kéo họ đi theo được đây? Mà Phật pháp thì không ai kéo ai, chỉ đưa ra và người đó phải áp dụng để được kết quả, đi đến cái nơi mà họ chọn lựa thôi. Đúng không? Đó. Vậy thì mỗi người chúng ta một mình dễ đi hết. Một mình dễ đi hết. Cố gắng mà đi. Còn gieo người ta được bao nhiêu? Gieo người ta được nhiêu? Tùy duyên gieo. Đừng có bận tâm, đừng có nặng nề quá. Để mình tiện đi. Tiện đi. Yên tâm đi. Về cực lạc là trở lại cấp kỳ à. Mau lắm. Thấy không? Vừa về cực lạc thấy Phật A-di-đà là bản thân chúng ta. Trở lại ta bà phải ré. Thấy không? Phật A Di Đà ngài còn ban cho quý vị một chiếc áo giáp nữa. Mà gọi là áo giáp gì biết không? Áo giáp nhẫn nại, áo giáp độ sanh. Khi quý vị được Phật A Di Đà ban cho quý vị chiếc áo giáp đó, là tất cả những sự khen chê, đấu đá hơn thua, châm chích, nó không có đột thủng được cái áo giáp đó. Hiểu không? Mà cái áo giáp đó quý vị biết nó bận ở đâu không? Cái áo giáp đó nó bận ở trong tâm quý vị. Ban cho quý vị áo giáp vô lượng nhẫn ở bao cái tâm quý vị lại. Tất cả những cái loại pháp thuận, pháp nghịch không đột vô được. Mà quý vị chỉ có sanh pháp nhẫn thôi. Mà đã là nhẫn thì quý vị thấy đi độ sanh ở đâu mà không được. Hiểu không? Đó. Cái con người mà không đi độ sanh được là do họ không nhẫn. Chứ cái người mà nhẫn được thì ở đâu mà độ sanh được? Làm vợ thì độ chồng, làm chồng thì độ vợ. Tại vì chúng ta không nhẫn nên chúng ta không độ được thôi. Đúng không? Mình chưa đạt trình độ đó thì thôi, bây giờ mình miễn cưỡng mà sanh phiền não thì thôi cứ chung chung thôi. Chứ bắt buộc họ nhẫn mà họ bị miễn cưỡng, bị ám ức thì sao? Nên tùy quý vị phát nhẫn được bao nhiêu, độ bao nhiêu. Nhớ kỹ, không độ được người nhà chỉ có cái không nhẫn. Chỉ có cái không nhẫn thôi à. Bây giờ nói thật cái câu để dễ nghe nè. Bạn trách người ta là bạn không nhẫn. Người ta không có sai, sai là tại bạn. Bạn tu tịnh độ là tốt. Người ta không tu tịnh độ đó là duyên của người ta. Người ta tu cái môn nào cũng được cũng là lời Phật dạy. Người ta tu môn nào cũng được, bạn nên tùy hỷ với cái duyên của người ta tu. Đúng không? Bạn nên làm cái việc của bạn tốt đi, thì tức khắc bạn sẽ hoàn toàn nhẫn. Còn bạn nói họ tu vậy rồi cuối cùng cuộc đời họ làm sao? Cuộc đời họ làm sao là có cái nhân quả của họ. Bạn có chen vô được không? Bạn chen vô đâu có được đâu. Bạn chen vô không được mà bạn đi chen vô là bạn tự chuốc phiền não. Mà đã là phiền não bạn đâu có nhẫn. Cái người nhẫn không phiền não, mà cái người phiền não là không nhẫn. Nên bạn chưa về thế giới cực lạc là ở đây Phật A Di Đà đã cho bạn cái áo giáp nhẫn đó rồi. Tại bạn không làm thôi. Đúng không? Nếu như mà bạn rèn luyện thì bạn có cái chữ nhẫn rồi. Tại vì hiểu, vạch rõ ra còn gì. Vạch rõ để nhẫn là vì sao? Vì trong nhân quả thì bạn phải nhẫn. Nếu như mà mình không đi sâu vào nhân quả thì mình không có nhẫn. Còn mình đã tin sâu nhân quả thì hoàn toàn mình sẽ nhẫn. Vì chừng nào được độ, chừng nào được về cực lạc, người đó chừng nào, người thân mình chừng nào, chồng chừng nào, vợ chừng nào, con chừng nào, bạn chừng nào, thì hoàn toàn nó đã có sẵn rồi. Bạn làm gì ạ? Nó có sẵn hết trơn rồi. Hiểu không? Ví dụ giờ chúng ta ngồi trong đây mà nghe tịnh độ gì mà trong lòng hưng khởi đi, có khi quý vị cũng là người thế giới cực lạc xuống. Diễn vai chơi thôi. Như quý vị coi Đề Bà Đạt Đa quậy Phật, Đề Bà Đạt Đa cũng là bậc cổ Phật,
diễn dơ thôi, đúng không? Lục quần tỳ kheo trong thời Đức Phật cũng là bậc cổ Phật, chứ họ không là bậc cổ Phật sao dám đụng nổi cổ Phật, đúng không? Giống như hai võ sĩ với đồng sức mới đánh nhau chứ, chứ không lẽ võ sĩ có sức mạnh phi thường mà đánh đứa nít, đúng là ô nhục, đúng không? Phải tầm cỡ mới chơi với nhau được. Nó nên kẻ đờn người hát đó mà. Hiểu quý vị đó, nên hoàn toàn quý vị sẽ thoải mái lương tâm, quý vị sẽ nhẹ nhàng hết mọi mặt, được mất hay là thuận nghịch hay giàu nghèo gì, bạn cứ yên tâm đi, vì nó nằm ở trong cái tự tánh viên mãn của bạn á. Nó chỉ có thể hiện cái nhân duyên trong cuộc đời này, là được mất ít nhiều gì đó là cái thể hiện của quý vị. Đi đến cái cuộc đời này nó phải ra bao nhiêu nó hưởng bao nhiêu. Ra bao nhiêu hưởng bao nhiêu thôi. Vậy thì thôi, chúng ta cứ chấp nhận những gì mà chúng ta được hưởng đi. Vậy thì mình thấy thoải mái lắm quý vị ơi. Đừng có mình hưởng cái này mà mình đi nhìn cái hưởng của người ta, vì mình phiền não lắm. Mình đang có cái nhà gì là được, có nhiều người ta còn không có nhà. Có nhiều người trên thành phố đồ, người ta đi làm bao nhiêu năm mà người ta chưa mua được cái nhà, đều là ở nhà trọ, đúng không? Nó, nên mình mừng khi mình có cái nhà, dù nhà nhỏ. Bây giờ quý vị còn đang được ngồi đây nghe pháp, quý vị khổ gì, còn nhiều cái quốc gia nó không nghe được Phật pháp kìa. Mà những đức nhìn có một cái quốc gia mà gọi là họ đi lụm mấy cái ruột thúi, lụm mấy cái ruột thúi họ ăn, quý vị không? Còn có nhiều quốc gia bây giờ mà có nhiều bộ tộc bây giờ mà nó đang sống, mới bị biết rằng con khỉ nó bắt được, nó lụi một cái cháy lông chút đỉnh thôi, rồi nó xé thịt ra, thịt còn sống máu mẹ ăn. Chuột đồ nó nướng một cái là mấy cái lụi da sơ sơ ra là cắn chuột nó ăn. Đây coi rõ ràng 100% luôn, và không có nhà gì ngủ hết, sống như một loài động vật hoang dã, không có nhà cửa gì hết, mưa thì sống mưa, nắng thì sống nắng, nhưng loài người mình đó mà sống vậy đấy quý vị, thấy không? Đó, cái thấy không quý vị, hơn nhiều người không? Hơn quá nhiều người đó chứ. Cái đặc biệt của quý vị là bây giờ đang nghe Phật pháp, được nghe Phật pháp hạnh phúc vô cùng. Nên từ nơi đó mà về nhà cố gắng công phu hai thời, đừng có bỏ. Ồ, Nhữ Đức nói công đức niệm Phật bất khả tư nghì. Hay, cần khổ mà đau ghét thấy ghê. Mà cách nay ba bữa trước làm như nó chạy cổ bên trong nhiều quá, khạc ra máu chảy tuôn tuôn, ghê không? Là vì biết đau cỡ nào chưa? Ăn cơm mà nhai mà nuốt vô có dầu một cái là rét cần khổ, ghê không? Vậy mà những đức nói tin niệm Phật đi, vì mọi người tin niệm Phật đi. Những đức đeo cái máy niệm Phật kéo sát vô để ngay gần cổ, bằng đêm ngủ ôm cái máy niệm Phật, niệm Phật vì nó đau gần cổ thì nó hành sốt khó ngủ, vậy mà một cả đêm không ngủ được, cái niệm Phật hoài theo. Vậy mà sao tự nhiên niệm biết làm sao nó cái thời gian tự nhiên nó tới sáng mau cấp kỳ. Đúng là mình niệm Phật mà nếu mà quý vị mà chân thật niệm nó nhiếp tâm quý vị, thì cái thời gian giống như trong định, nó qua thời gian mau. Mà quý vị thấy những đức lên giảng pháp ngon lành không? Nó thấy không? Mà ngộ nghe, không có sốt nghe, hết sốt nghe, hết sốt luôn á. Còn khổ, hết đau, khổ hết đau, thấy chưa? Bởi vì hay ghê. Bởi vì không, bệnh đau ha, cảm xúc đau bụng, cứ để cái máy niệm Phật ngay cái bụng. Ngộ lắm. Cái máy niệm Phật nó treo đằng kia vậy, nó không bằng cái máy niệm Phật để ngay cái bụng nghe. 100% luôn. Những đức bây giờ tin dữ lắm. Những đức nói là kéo cái máy niệm Phật để ngay cái gần cổ luôn, cứ để hoài gần cổ. Bắt cái điều niệm Phật hồn niệm lớn lên. Dù mình chưa niệm nhưng mà nó ngộ lắm quý vị ơi. Cái gần cổ quý vị ngộ lắm. Là quý vị biết rằng đúng ra là những đức bị vậy là bằng ngủ một đêm sáng mai đàm nhiều lắm, nó phủ kín cần cổ mà nặng dữ lắm mấy vị. Nhưng ngộ khi để cái máy niệm Phật,
ngay cần cổ mình tự nhiên sao nó không có đàm. Ngộ ghê, hay ghê. Bởi vì công nhận thiệt chứ. Bởi vì ngài Hoằng Nhất Đại Sư ngài nói một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Niệm Phật đi, hay lắm á. Kìa cái bà mà bị đại tràng thì bà lòi một cái cục thịt dài cái gì mà bà nói từ khi bà nghe pháp những đức của bà niệm Phật tới giờ 7 năm không đau. Vài bữa đưa đoạn là cái đoạn ký sự lên cho bị coi, ghê lắm. Nó rồi ơi cái gì, đúng là cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn số 1. Cái pháp môn đặc biệt. Hãy hành trì cái việc đơn giản đi, rồi lâu dài bạn sẽ thấy lợi ích không tưởng tượng được. Đúng không? Lợi ích lớn dữ lắm. Buồn khổ gì tự tan biến hết luôn. Mà con người nó an vui tự tại, nó tuyệt vời. Cậu có Phật hiệu này hay. Còn những đức nói nghe bị nghe, con nít mà niệm Phật là nó thông minh, cực kỳ thông minh. Như mấy đứa nít này nó thông minh cho mà thấy. Chịu mà siêng năng niệm Phật đi, cực kỳ thông minh luôn. Con nít mà nó niệm Phật rồi nó thông minh dữ lắm. Khi mà mới đẻ ra mà đeo máy niệm Phật cho nghe quen nghe, rồi sau này bị sẽ thấy nó thông minh. Sau này bị thấy nó thông minh. Còn cái người già mà siêng năng niệm Phật mà tin vào bổ nguyện là khi cuối cuộc đời tuổi già không bị mê. Không bị mê. Thì biết rằng là mấy bà già mà niệm Phật mà cuối cuộc đời bị mê là bị biết cái gì không? Là do mấy bà đặt vấn đề con cháu và mạnh hơn niệm Phật. Nên mấy bà mê. Nên những đứa có nói là Phật với tam đồ là song song chạy. Phật qua trước thì về cực lạc trước. Đúng không? Săn hẳn qua trước thì địa ngục. Tham lam qua trước thì ngã quỷ. Ngu si qua trước thì súc sanh. Bạn chỉ cần gây dựng Phật đạo cho cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh đi, vượt qua mặt hết đi, thì bạn sẽ thấy câu Phật hiệu cực kỳ thù thắng. Nó chồng bác tác 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 vô mặt, bóp 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 giọng vô mặt, hù cái mỏ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bình thường luôn, quỳnh te tu luôn, A Di Đà Phật bình thường luôn. Sự khổ đau bị mắc mát, bị bỏ rơi, bị lấy của cải hết, A Di Đà Phật bình thường luôn. Thử coi sống nổi không? Bình thường vẫn sống 100% quý vị luôn. Tại vì mình thiếu lòng tin đó. Quý vị có bị lấy sạch hết, quý vị cũng không chết. Trời ơi, cái người niệm Phật muốn sanh cực lạc kiểu đó mà Vi Đà Bồ Tát sẽ hộ trì quý vị. Thì vẫn chờ. Tin đi, tin 100% đi. Tin đây không phải là mê tín đâu mà tin chánh tín. Vì tôi đâu có kêu ông đánh tôi đâu, ông đánh tôi khổ chi. Tôi khổ là tôi mê trong nhân quả. Mà ông quýnh tôi, ông chửi tôi, ông bỏ rơi tôi, giật cổ ông lấy hết. Mà tôi vẫn không khổ là vì sao? Vì tôi không mê trong nhân quả. Bài giảng này hay á quý vị. Nhiều câu đặc biệt có nghe không có giỡn đâu. Nên từ nó đây yên tâm đi, yên tâm đi. Dù chồng có bỏ nuôi mấy đứa con vẫn bình thường. Không có sao, đừng có sợ. Chỉ cần tin Phật niệm Phật có người giúp. Mà quý vị biết ai giúp quý vị không? Phật A Di Đà chỉ người giúp quý vị đó. Vì khổ đến mức cùng cực luôn, tự nhiên biết vị đi khơ gặp người Phật A Di Đà chỉ đường cho đi đó. Bây giờ bị tu bao nhiêu năm không có kết quả gì, bị chỉ cần phát cái nguyện cho cực kỳ mạnh đi. Bây giờ Phật ơi, con tu bao nhiêu năm nay mà con không có con đường gì tu rõ ràng, xin Phật gia hộ cho con có một con đường, chỉ cho con gặp một con người nào con tu mà con biết con tu cho đàng hoàng, thành tâm thành kính mà nguyện đi, gặp người đó chỉ đạo liền. Đúng chưa? Sẽ gặp người đó liền á. Nên từ nó đó cứ phát cái nguyện cho mạnh đi, sẽ tự nhiên Phật đưa lối chỉ đường cho mình gặp liền, là quý vị có lợi ích liền. Nên Phật pháp là phải đi từ cái lòng tin, tin cho cực kỳ mạnh, tin. Nhớ nghe những đức cùng quý vị, tin phải làm sao mà tin mà không còn cái gì nữa chứ cũng phải tin nữa. Đó mới là lòng tin chắc thật. Hiểu không? Chúng ta bây giờ đang thịnh quá thì chúng ta tin đây là tin trong cái thịnh, cứ tin đi. Còn một ngày nào chúng ta không thịnh, chúng ta sẽ gặp chướng nạn cho quý vị thấy.
rồi chúng ta cũng tin trong chướng nạn. Thấy không? Te tua tả tơ hết chứ, xách gói người đi đầu này đi đầu kia luôn cho mà biết. Lúc đó quý vị tin không? Lúc đó quý vị mới biết được quý vị là người tu như thế nào. Bây giờ thì sống bình yên, sống ngon lành, đầy đủ, được lo, cái gì cũng ngon lành chứ. Rồi một ngày nào tứ tán mọi tên, cầm giỏ sách đi để cho quý vị biết. Vì lúc đó rồi quý vị có tin hay không, có tin Phật hay không. Tại vì sao? Cái nhân duyên Phật Bồ Tát cho bạn cơ hội để bạn đầy đủ, khi bạn te tua thôi cơ, bạn có sức chịu đựng không? Nên con người tu đạo lúc người ta đang đương thời thì người ta đang nghĩ cái chuyện tương lai khổ đau, để khi khổ đau đến thì người ta có thể vượt qua. Còn nếu như cả đời mà thoải mái thì người ta cũng không chấp khỏi đời để người ta cầu sanh cực lạc. Hiểu không? Nó quý vị nhớ đó. Nên khi đi tu á, thời gian gia đạo nó bình yên vô sự, mọi việc tốt đẹp dữ lắm. Nhưng trong cái cõi đời này mà tiện lợi cho quý vị hoài hả? Nếu tiện lợi hoài lấy đâu để tiêu nghiệp chứ? Đó là đưa quý vị lên một chút đó, cho quý vị hưng khởi cái tâm để bước chân vào đạo. Nhưng phải có người dạy quý vị để cho quý vị thâm nhập vào nhân quả. Hiểu chưa? Dẫn đoàn rồi đi tu, dẫn người ta đi đồ này kia, nhà quý vị sẽ có vấn đề để làm chi? Không phải là dẫn đoàn đi mà nhà quý vị có vấn đề, mà là cái nghiệp chướng quý vị nó sẽ đến, nó khảo đạo để tiêu trừ nghiệp chướng cho quý vị, để có quý vị có khả năng bản lãnh dẫn đoàn đi không? Giống như bạn làm nhỏ thì nó khảo nhỏ, bạn làm lớn nó khảo lớn bạn thôi. Tôi thì nó cũng khảo te tua, nhưng mà bạn có thoát được hay không, cái đó là cái quan trọng. Nên quý vị thấy dù là chưa niệm Phật nhưng quý vị nghe những bài giảng này, bởi vì chân thật mà nghe đi rồi quý vị sẽ thấy thông hoàn toàn cái tâm quý vị luôn. Thông tâm mà niệm Phật đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Thế con người mà niệm Phật không vô là do gì? Tâm chưa thông. Bạn thèm niệm Phật, bạn cứ ở chỗ nào bạn cứ niệm đi, bạn cứ siêng niệm đi. Mà bạn khi bạn thèm niệm Phật mà bạn không muốn niệm nó cũng niệm luôn nữa, bạn tin không? Bạn mà đã thèm niệm Phật, đã biết được bổn nguyện niệm Phật thù thắng rồi, bạn không muốn niệm nó cũng niệm Phật 100% luôn. Nên từ nơi đó cái những điều chia sẻ này bị nghe bị thấy rằng là trong cái cõi đời này là chướng nạn chung chúng ta. Đừng có nói nếu như bạn là người niệm Phật muốn sanh cực lạc mà bạn nói là bạn muốn yên thân bạn. Trong cái cõi này mà yên thân hả? Không có cửa đó đâu. Tới một ngày nào đi bạn thấy nó yên thân hay không? Nó, trong cái giàu quá trời giàu nhưng nó vẫn có cái nạn nằm trong cái giàu. Trong cái hạnh phúc cực kỳ hạnh phúc, nó cái nạn ở trong hạnh phúc. Bạn hãy bình tĩnh mà suy nghĩ rồi từ từ bạn sẽ thấy. Rồi trong cái khổ đau, cung cực khổ đau, thì nó có cái phúc trong khổ đau. Còn nếu như bạn thông hoàn toàn cái tâm bạn, thì trong cái phúc mà có cái họa, bạn vẫn thấy không khổ. Hiểu không? Trong cái họa mà bạn thấy cái phúc thì bạn sẽ cũng sẽ không khổ. Thì có cái phúc sao khổ? Chưa? Nên cái này là cái quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nên chúng ta đang thịnh vượng gì, đừng bao giờ cho nó phải lên hoài. Vì cái cõi đời này nó không có lên hoài. Nên cái góc độ của những đức là nó lên, nhưng mà những đức đi vô nó để chi? Để làm cho nó chậm. Nếu như mà nó lên mà mình đi vô chỗ nào mình ngồi mà để mình trở thành một con người như là cao thủ gì ẩn mình đó nghe, là nó chìm mau. Nó chìm mau. Nhưng mà mình nhào ra mình trở thành người bình thường, chạy xe đạp đồ, đi chơi với người ta đồ, và làm những cái việc mình lên được cao, làm được việc bình thường, lên được cao làm việc bình thường, lên được cao cái làm những chương trình ký sự được bình thường, để nó kéo cái cao đó thấp lại, chung lại, để nó kéo dài thời gian để giúp chúng sanh. Nghe không? Nó nên quý vị nhớ những điều này. Câu Phật hiệu là số 1. Câu Phật hiệu là cực kỳ hay. Cứ niệm Phật đi.
Vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm mặc kệ, bạn cứ niệm Phật đi, bạn sẽ thấy thù thắng. Bạn cứ bám chắc câu vật hiệu này, bám cho thật là chắc cái cõi này, bạn mà buông câu vật hiệu là bạn chìm. Không có ông thầy nào, không có ông nào, bà nào mà vớt quy lên được hết chứ. Cứ đúng Phật hay Di Đà mới vớt được. Cả những đức mà buông câu vật hiệu cũng chìm luôn. Chìm ngấm. Chết chắc. Chết ngắt. Mà còn bị quéo luôn. Chết quéo luôn. Trời biết. Ừ. Đừng nói chuyện dẫn chơ. Mà như những đức mà chết quéo mà nó hô. Hô ghê. Nên có nhiều ông cũng thiện duyên với mình ghê. Ông ngồi tuốt rồi. Sao nghiệp mấy ông đàn ông kìa. Ngồi tuốt đằng cái kia ngồi cừ cừ đằng. Ngồi từ sớm giờ tội nghiệp ghê. Bây giờ tôi nói là lúc này là tôi phóng phóng sanh chim cu suốt cho mấy ông. Không kệ, mấy ông chưa đến mình nhắc mấy ông cũng vui quý vị. Chưa đến chùa mà giờ người ta phóng sanh chim cu, nó hồi hướng với mấy ông rồi đó. Phóng sanh chim cu nhiều lắm. Hiểu không? Giờ xe xẻ nhiều rồi. Thấy không? Nên mấy ông bây giờ ít quá. Nên tôi mua chim cu tôi bóng xanh để hồi hướng cho mấy ông. Để bớt đi nhậu, bớt hút thuốc lại về chùa. Tu tập chủ nhật được. Nha. Mà mấy ông này mà đi chùa là mấy ông độ xanh dữ lắm á. Tại sao mấy ông đàn ông đi chùa là kêu bà đi với tôi. Ngán lắm, dội lắm, đi theo liền đấy chưa. Tôi từ hôm nay tôi nói với bà nghe. Là rượu tôi cũng bỏ, thuốc tôi cũng bỏ. Tôi sẽ là một người chồng gương máu, gương mẫu. Hiểu không? Đã bao nhiêu năm nay tôi không có biết cái sự khổ đau của bà. Bây giờ tôi nghe thầy giảng tôi hiểu rồi. Bà đã vì tôi mà đẻ mấy đứa con. Khổ vô cùng. Bây giờ tôi hứa với bà, từ hôm nay tôi sẽ bỏ rượu, không hút thuốc nữa luôn. Tôi đi đâu đi làm tranh thủ về với vợ với con đàng hoàng. Tôi hứa với bà, tôi mà sai lời hứa này cho kim đâm tôi chết đi. Nên được không? Nên từ nơi đó mà mấy ông phải nói vậy đó để cho vợ mình ta vui. Trời ơi, vợ mà nghe chồng mà nói câu gì thấy mừng lắm đúng không quý vị? Đúng không? Bỏ rượu đi mấy ông ư? Đúng rồi, Nam Nhi đại trượng phu uống rượu xưa rồi. Bây giờ uống nước trà đồ chơi chút đỉnh. Thấy không? Nó rượu chè khỏi uống nữa, mệt lắm. Đi chùa tu có thấy đặc biệt. Trời ơi, chịu mà đi chùa về cả gia đình mà về nhà nó hạnh phúc biết nhiêu nói quý vị. Nó bây giờ mà nghe những cái câu này mà mấy ông đàn ông mà bây giờ từ từ mà bây giờ bỏ rượu, bỏ thuốc. Không có đi chơi cứ khơ gì nữa chứ. Không có đi vòng vo đầu này đầu kia ngồi nói chuyện tầm xàm bắt láp làm chi. Đừng có nói chuyện mà đất nước này đất nước kia quýnh đập gì tùm lum nữa. Nói chi nói hoài à. Dùng cái miệng ai với đạo Phật ngon hơn. Đúng không? Cái chuyện của chính trị để chính trị người ta làm. Cái chuyện của mình là người nông dân, người dân bình thường, thì mình làm sao lo cho cái gia đình mình tốt là được. Chứ làm sao mình đụng vô chính trị. Nhiều ông ngoài đời đó nghe, mà mỗi ngày cái nhà lo chưa xong vậy mà đi uống nước trà cũng bàn chuyện chính trị lắm á. Trên trời dưới đất không nói chuyện, trời ơi là trời, bà vợ nói thôi đi về. Trời ơi, nhà có hai đứa con, có vợ lo không xong mà ngồi đó nó xào. Có nhiều bà vợ nói vậy đó quý vị. Nó mình thấy mình trong bụng mình bây giờ nghe ông thầy giảng, mình nói đúng thầy giảng đúng. Giảng đúng. Thấy tôi cũng tào lao thiệt. Cái chuyện đó là cái chuyện của chính trị người ta làm, chính trị gia làm.
tôi cũng ngồi bàn tào lao, mất thời gian. Phải chỉ dành thời gian đó đi làm cái gì cho nhà cửa, quét nhà, quét cửa, phụ vợ nấu cơm, hoặc là niệm Phật, hoặc nghe Pháp còn ngon hơn. Đúng không? Nếu mà xã hội mỗi một gia đình mà vậy là xã hội chúng ta thịnh á, chắc chắn cái bị thịnh. Sáng nghiêu ngao tự nhiên đi lỡ cái quán cà phê ngồi cả buổi trưa, ngồi xong tán dốc một chút cái bắt đầu tôi anh làm bác sĩ chứ, có khi tào lao mất thời gian, đúng không? Sao mình không ở nhà mình quét cái nhà đi cho phụ vợ mình, vợ đi làm mình không làm được thì mình phụ vợ mình cái việc của vợ mình. Mình cho con, ý quên cho con tắm, quên nó lộn. Chứ quên nó lộn cho con bú. Phụ vợ đi. Rồi mình coi vợ mình nó nấu cơm được thì mình học nấu cơm. Mình nói anh bây giờ anh làm việc rảnh quá, công ty nó cắt bớt việc làm, nên anh về thôi để cái việc này anh phụ em. Bữa nay đồ ăn có nhiều, hai vợ chồng cùng nấu chứ ăn cơm cũng ngon á. Đúng không? Cái hạnh phúc chưa? Nó, rồi lúc ăn cơm bật cái tivi lên có mạng truyền trực tiếp, coi buổi giảng thầy Đức. Trời ơi hay gì đâu. Ăn cơm xong rồi hai vợ chồng với con rửa chén. Trời ơi vợ rửa mình lau chén mình úp. Đúng là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn. Đơn giản hay không? Rảnh mà ăn chay có tốn nhiêu tiền đâu. Rồi bắt đầu là thôi xong việc hết em đi ngủ. Phải không? Về buổi ngủ trưa. Vô hai vợ chồng ngủ giấc. Đó. Hiểu không? Vô hai ông bà nằm vỗ giấc á nghe. Nằm vỗ giấc bằng cách nào biết không? Ông làm vậy nè. A Di Đà Phật, bà A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật làm chút buồn ngủ quá, ngủ. Ngon lành luôn quý vị. Ừ. Niệm chút là ngủ à nghe, mà ngủ ngon lắm đó quý vị ơi. Chứ còn đừng có vô mà ọ e rồi. Đá vào lái rồi vậy bạ. Thấy không? Vô mà đang nằm nằm mà lấy chân đá rồi đá vào lái vậy bạ. Vô nằm niệm Phật một chút là nó ngủ rất là ngon. Nghe. Còn bữa nào đá vào lái rồi đó tính sao? Đúng không? Bữa nay không niệm Phật bữa nghe bà. Biết rồi đó, nghe chưa? Nó thì cái bữa nào thì tùy bữa nào. Nhưng bữa nay thôi mỗi bữa chúng ta niệm Phật một chút rồi ngủ. Trời ơi cái này là nó hạnh phúc gia đình biết nhiêu nói chứ quý vị. Thấy không? Nó nhưng Đức nói vợ chồng trong nhà mà làm gì thì vợ chồng rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc luôn quý vị. Trời ơi, những điều quý vị nghe bữa nay nhiều người ở xa đến nè. Bởi cái buổi giảng này mở rộng nhiều. Rồi đó về bấm cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ đăng ký. Rồi mỗi ngày nghe giảng lia thêm. Rồi một chút nè. Ai mà thỉnh tượng Phật đồ đó thì qua bảo tháp á, coi có tượng Phật không, thỉnh bữa nay xong có cái phiếu nào đây chân trời. Không biết hôm qua có cho hết không biết. Tượng Phật á. Đó. Ừ phiếu đâu. Đây coi. Ồ phiếu đây. Một chút á. Những người ở xa xa mà ai muốn thỉnh tượng Phật á là ở đây. Thỉnh bộ tam thánh về nhà thờ. Thờ thờ Phật ở nhà là phước báo dữ lắm. Hiểu không? Cái nhà lá nghiêng tới nghiêng lui vậy mà thờ cái bộ tượng Phật của chùa mình ở trong nhà lá đó. Nhà lá đó tự nhiên á, cái người tu hành đi ngang thấy quang minh trong nhà đó phổ chiếu. Hiểu không? Rồi niệm Phật lễ Phật thời gian là cắt cái căn nhà lại liền. Chắc chắn. Cái nơi nào mà tu hành niệm Phật mà thờ Phật trong nhà là nhà đó thời gian xây lại. Xây lại. Ờ vì coi phải không? Vì coi ở đây quý vị thấy phải nó thay đổi đến mức không tưởng tượng được không? Rồi vì coi bên Đại Tùng Lâm chùa mới, vậy thấy chưa? Rõ ràng không? Cái nơi nào mà có người niệm Phật là nơi đó, cái vùng đất đó trở thành vàng. Không phải giỡn đâu nghe. Ồ nó nên nhà ấy bị niệm Phật á, thờ Phật là nhà ấy bị dùng đất trở thành vàng. Thấy chưa?
Đó, cứ vậy mà làm. Rồi mỗi ngày vợ chồng gia đình con cái nghe pháp cư chưa? Thử coi hạnh phúc không? Chôm sớm nó thấy nó mới ớn. Trời, lúc này kinh tế làm ăn khó khăn mà bây giờ hai vợ chồng nó với con nó ngày nào cũng cười sặc sặc cái chợ. Nó qua nó hỏi mình, nó nói anh ba chị ba sao lúc này tôi thấy anh chị bộ có bệnh hoạn gì không mà sao cười suốt cái chợ. Vì đâu mà ngày nào hai chồng cũng cười nó. Ờ, hai chồng tao cười mà nói bệnh. Tao nói thiệt mày biết nghe, cái căn bệnh này lâu lắm mà tao không được dính nữa. Bây giờ mới dính đó em. Mới dính được có thời gian á. Hiểu không? Nó, cái căn bệnh này mà nhiều người muốn lắm mà không được em ơi. À, nhớ nghe. Cứ cười đi là nó ngon à. Những đức nói với vị nghe, nghe cười á, trái cà nó cũng ngon. À, cười á, cọng rau nó cũng ngon nữa. Còn không biết cười á, dù trước mặt vị món đồ ăn ngon cái nào ăn cũng dở. Ờ, không có dở đâu. Mình mà vui mình cười mình nghe pháp, chứ mình nhìn vợ mình ngày xưa vợ mình xấu. Bữa nay mình nhìn vợ nó ô em này đẹp á nha. Ờ, nó ngộ lắm, mình cười là mình nhìn thấy cái gì cũng đẹp. Thấy chồng mình thấy ô trời, thấy ông này sao đẹp trai. Dễ thương quá, hiểu không? Ngộ lắm, nó vui nó cười là thấy đẹp à. Còn nó mà buông là xấu hết trơn. Buông là tối hù. Lăng cù à. À, buồn là nó tối hù đó quý vị ơi. Buồn là không có đường ra, hiểu không? Cái buổi giảng này gần 2 tiếng ngồi. Hơn 2 tiếng chứ. Còn có 15 phút nữa 11 giờ quý vị ơi. Ủa, nhìn là hết hồn luôn á chàng. Quý vị thấy mới kinh khủng nha. Một con người mà ngồi xuống mà nói hoài luôn trời. Cái này chắc cũng không có khoa học nào mà nó giải thích được luôn. Đúng không quý vị? Giải thích nổi không? Quý vị đi làm cô giáo giảng bài 45 phút vì nghĩ sao? Đâu có đơn giản đâu chàng. Con này mà nói mà người ta ngồi người ta nghe được mới ghê chứ. Nói chuyện mà nó bí tiểu luôn. Trời ơi, ngồi lâu vậy nó mắc tiểu mà đi không dám đi, vì nghĩ đi. Có nhiều người ngồi trong đây mà mắc tiểu mà không dám đi đó quý vị. Quý vị biết cái sức tu hút mà nói chuyện này nó ghê chưa? Mà những đức nói quý vị mà nghe mà vô nghe, tự nhiên nó mắc tiểu. Nó mắc cái muốn tiểu á. Ừ, nó không có tiểu nữa. Mà khi đi ra ngoài nó mới đi tiểu. Quý vị thí nghiệm thử đi, quý vị mà nghe pháp mà vô mà an lạc đi. Khi quý vị đi tiểu mà đi tiểu cũng thoải mái nữa. À, mà khi quý vị nghe mà không vô bị đi tiểu nó khó còn hơn cái gì. Giống như trời da ra giống nó ém cái bụng nặng quá. Vừa vô nó chưa ru đây chân là xà ào ra. Là đó là khó chịu đó quý vị ơi. Còn khi quý vị nghe mà an lạc đó, bị vô là bị ru đây từ từ. Tiểu nó ra từ từ rồi tới đoạn cuối cùng nó chút một phát xong. Ừ, khi con người mà nó an lạc đặc biệt lắm quý vị ơi. À, này mới hay nè. Vì để ý đi, khi quý vị mà an lạc vui vẻ hoan hỷ không buồn người nghe, khi quý vị vô nhà cầu bị sảng khoái lắm. Vô nhà cầu cũng sảng khoái nữa. Nó lạ lắm. Mọi vị biết không, vị vô mà giống như là nó ra nó nhẹ nhàng, đừng có nói nữa. Và khi cái lúc nào vị bực bội nghe, gặn hoài không ra. Vì cái tâm nó bị bực bội khó chịu nên nó kết lại thức ăn trở thành độc địa. Mà thức ăn mà độc địa đó là nó ra phân màu đen. Và phân cứng ngắc đi không ra nổi. Mà khi mà đi ra nó đau cái mông. Mà khi con người mà an lạc vui vẻ rồi đi nhẹ sơn mà ra từ tốn luôn. Đây là cái này là không đơn giản nữa. Cách giảng này ghê lắm quý vị ơi. Đó. Đó. Nói không? Gọi là
tứ đại điều hòa. Mà bây giờ quý vị cần tứ đại điều hòa không? Cần chứ. Giờ ai đây cần tứ đại điều hòa đưa tay coi. Nói thấy chưa? Vậy thì phải niệm Phật. Niệm Phật là tứ đại điều hòa nghe. Nó đặc biệt lắm nghe không? Thôi chúng ta quyết tâm niệm Phật đi, đời này chúng ta về Cực Lạc gặp nhau quý vị. Hay với đạo Phật. Bây giờ chúng ta quy về đọc 12 lời đại nguyện nè. Để phát nguyện phải sanh Cực Lạc. Và hương linh thai nhi nghe, củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ của mình về đây nghe. Bây giờ buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ nè, để mà phát nguyện niệm Phật lại Phật, cầu sanh Cực Lạc nghe. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hoa sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta đều phát nguyện cả đời này niệm Phật, tín nguyện kiên cố. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Hay như đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta về chùa ngày Chủ Nhật cộng tu mà đông gì.
Trong kinh Phật nói đức chúng như biển cả mênh mông. Mình về đây mình tu tập nghe pháp nãy giờ vui, cởi mở tâm tư. Chắc chắn là chư hương linh hay là thân bằng quyến thuộc mình mắc mà chưa siêu thoát, hay những người mang nghiệp phá thai á, hương linh thai nhi đi theo quý vị. Ta về đây người ta cũng nghe pháp ha. À, trong nhà Phật dạy quan gia nên giải không nên kết. Buông cái tâm hận thù đòi nợ đi, để niệm Phật sanh cực lạc. Dù như chư hương linh bây giờ mà hận thù nhiều đời nhiều kiếp rồi cứ khổ hoài cũng không được cái gì. Thôi hôm nay mình gặp được ngôi chùa tu gì, một là mình ở đây mình tu mỗi ngày được cúng đi thực cho dùng, hai là mình ở nhà mình hỗ trợ mình tu để mà cầu sanh cực lạc. Nên chúng ta cùng cộng tu vì cái công đức nó lớn dữ lắm. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức này cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta được về đây nương tựa mình tu. Rồi chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, và cầu nguyện cho toàn thế giới kiếp nạn quá giải bớt đi. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho những người ghi giấy cầu siêu ở đây, rồi cầu siêu cho cụ Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức mà chết chưa được siêu thoát, chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả những chư hương linh đó. Nguyện thần thức quý vị được sáng suốt tỉnh táo, nương một bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, tự thực biến tập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, giai cộng thành Phật đạo như đặng ngũ tình chung, ngã kim tí như cung, tự thực biến tập phương nhất thiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo như đặng cô hồn chung, ngã kim thi nhự cung tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh,
cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Chùa mình những đức thấy nhiều cháu nhỏ về đây nó thiện căn đặc biệt. À, ông bà cha mẹ mà dẫn các cháu đi đến đây vậy hay. Có nhiều đứa lớn lên nó ngộ nghịch bất hiếu, nhưng mà nhờ đi đến đây nghe pháp niệm Phật giết phóng sanh, nó tiêu nghiệp bất hiếu, sanh cái duyên có hiếu. Nên mấy đứa mà đúng ra nó lớn lên nó nghèo, nhưng mà nó về chùa tu thời gian có phước sau này giàu. Có nhiều đứa mà nó có vợ có chồng chia tay ly dị, nhưng mà sau này nó lớn lên nó có vợ có chồng hạnh phúc, nhờ cái duyên phước đi chùa ấy. Mình đi tu thì tốt mà ở đời cũng tốt, nên cái duyên đi đến chùa hay dữ lắm, nhất là cái công đức phóng sanh này tiêu nghiệp trước, không? Nên là gọi là chúng sanh thương nhất là thân mạng, chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh, cứu được chúng sanh là tròn tâm nguyện chư Phật Bồ Tát. Nên cái công đức phóng sanh lớn thù thắng lắm. Nên những người ung thư bệnh đau hoặc là bệnh đau eo ọt khó nuôi, không? Ăn chay phóng sanh sau này nó chuyển nghiệp nó khỏe. Nên ung thư ăn chay trường đi là nó đứng lại liền, niệm Phật đứng lại, nó không có tiến triển bệnh nữa, đứng lại liền. Mà khi ung thư mà vui đừng có buồn nha, mà ăn chay niệm Phật là nó hết ung thư. Còn ung thư mà sợ chết buồn là nó mau chết, 100% nó mau chết. Nên quý vị nhớ đó nghe. Nên từ nơi đó cái công đức phóng sanh này rất là lớn. Nên mỗi người biết đạo rồi, con ruồi, con muỗi, con kiến không dám giết, không có giết nữa. Hồi xưa mà con mũi nó bay ngang mặt mình, đưa cái tay nó đập cái bóp, rớt mũi. Có nhiều người ghê lắm quý vị ơi. Có nhiều ông là chụp mũi giống như là cao thủ. Bữa đó có cái ông nó ngồi kế Nhân Đức, đang nói chuyện Nhân Đức, vậy mà mũi bay ngang, chụp mũi, buông ra, mũi chết queo. Nhân Đức nói công nhận, ông chụp mũi hay ghê. Phải ông chụp vàng mà hay vậy thì vợ ông quý biết mấy. Mũi ông chụp cái dít, một chút con gùi bay ngang, chụp rớt mũi gùi. Này ông này chụp ghê chậu. Nên thôi từ hôm nay ông đừng có chụp gùi chụp mũi nữa nghe. Ông chụp A Di Đà Phật. Ông có phước nghe chưa. Đừng có chụp nữa nghe. À, từ đây tới mà ông mà trước mặt những đức mà ông mà chụp gùi chụp mũi thì những đức chụp tay ông là tiêu luôn. Chụp cái là ông đơ tay ông luôn chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe. Nên từ đó về sau ông nghe những đức giảng với ông nghĩ chụp gùi mũi luôn. Ông nói hồi xưa ông chụp gùi mũi nhiều mình mãi ông nói một nhọt tùm lum. Mà từ khi ông nghỉ chụp gùi chụp mũi ăn chay là hết nổi một nhọt luôn. Hay ghê không? Bởi vì công đức phóng sanh này lớn lắm, không phải giỡn đâu nghe được. Giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim cu. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tất không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay để thả chim cụt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. À, chúng ta xuống chai đường quảng qua đây lấy cơm ăn. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. Rồi gửi lời thăm gia đình. À, chúc quý vị luôn luôn vui vẻ. A Di Đà Phật.